quạt chế mới thay của pin này. Chế mà lạnh không? Đó. Có cái chế áp đây này. Đó, tăng cái chế áp này. Chế 26, 24. Tắt đèn, còn tắt, tắt đèn. Chơi hai cây chứ không thì nó nhiều khi là có vấn đề gì là mình đó, là... Chưa? Đó ok chưa, nó còn chế là bị để của cái sạc sạc đâu là lắp chỗ này là định lắp cái module này, này nhưng mà nó cắn cái module nó to quá là thì lắp bên này thì nó nằm ngang cho nó đứng cái này nó cân lên đó. Và nhà trên nhà cũng chế được một cây nữa và đặt trên trên nhà đấy, cái này sắp chế này đồ này mà đúng đó là sạc nhầm cắm nhầm rồi có tẹt. Chế cái này cũng chuẩn bị chế như cái này như cái này luôn rồi ok đó là rảnh rồi trao đổi với anh em cho vui rồi nhé, anh em thì thừa biết rồi.